Nói chung thì sự việc cũng đã xảy ra rồi, cô Đại cũng cố gắng mà bớt đau đau buồn đi, ăn uống vô, còn con còn cháu nữa, ăn vô miếng như ngoại, ăn miếng như ngoại. Thôi đừng ép ngoại nữa, để ngoại khóc. Không, chị nào nguội chị mới đốt, chị chưa nguội mà. Ra ngoài uống sữa thôi. Đừng ép. Đừng ép. Đừng ép. Mấy người đau lòng quá. Tại bé Ly sống ngoài từ nhỏ mà. Gạt người ta chở vô. Ta chở mình nhá. Đem ra nữa cho em khó chở. Gạt ra mua rồi mày hỏi rồi coi có khó chở đâu à. Nó không ngoài, hôm qua chúng ta cái con giống xin cá bỏ vô quan tài luôn. Bỏ vô hết rồi. Vô cái nào hôm qua anh chở hàng, cái chạy mình kêu chạy lên thẳng lên đi. Hết đường nhựa nó chạy hết đường nhựa khúc đó nhanh nó đem cái nó quạnh ra đâu. Quay lại chạy về. Ngoại bớt cảm xúc đi chút nữa. Điện kim vô nó điện hoài chứ sợ em là. Đừng khóc nữa. Điện cả chục lần em kêu ngay chạm tới chạy thẳng ra ngoài đi. Nó không cười, nó đi trước rồi. Không có người là không thấy người chạy được. Tới chắc cuốc tôi đẹp cái nó chở lại. Nó đã lại nhựa rồi. Cái nó chở về, nó chở về mà điện hoài. Nó không có đâu mà sao không kiếm không sợ. Chạy được tới nhà mộ này. Rồi giờ nãy không có không là con nghe không cửa con chạy cả về rồi. Nó thấy nó đi không đành á. Nó khóc hả? Tại vì nó đi thanh thản đừng khóc hoài. Khóc hoài nó thấy á. Nó thấy mình á. Chị nói đúng rồi đó bà. Nó thấy mình á, mình không thấy nói, nó thấy mình á, đừng khóc, nó khóc nó thấy nó buồn á ha. Chị lúc cháu cho ngoại không ăn cái gì vậy? Không, ăn không vui. Đang chơi cho ngoại vui. Dạ. Sao là chắc là với miếng cò này chuyện là ai chở vô vậy? Em Ly. Ngoại ngoại cháu. Cháu cho bé tí nó thấy à. Ăn miếng đi ngoại. Vui quá. Ừ, cháu. Ừ, cháu rồi. Cháu chết đi nhìn đói luôn chị, uống nước xong có miếng gì nó ngủ hết trơn. Không, 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 nó thấy đau quá rồi, có ăn gì nữa. Với lại ngày thường nó cũng ăn ít nè. Cũng đỡ. Thiên cha ăn miếng vui lắm. Nó là ăn cho cha vui. Còn con mình á.
con còn có mình bà nữa đó. Không lại là nữa gì. Có bị không? Con không mút thịt. Ý là con bầm cũng nhừ ra luôn đó. Thì để ngoài tự nhiên đi. Dạ ngăn rồi nghỉ ngơi cho khỏe ngoại ơi. Có buồn quá. Chút nữa con về ăn rước xu rồi. Chứ phụ rồi. Rước cái cốt. Chỉ chiều con mới vô rồi. 1 giờ con mới vô. Nổi luôn còn hết rồi. Vì nãy mới uống nửa ly sữa. Dạ. Cực chút cũng đỡ. Tiền ở đâu hết rồi? Nãy mấy đứa nó đòi tiền đi. Anh buộc vô anh báo nhà làm bệnh viện sau khi đợi mấy cậu thì chuyện gì sao đi đám hả? Đi đám phải không? Đi đám phải không? Đi đám rồi cắt lại cho thì đi hello anh báo cho em dĩa anh vô làm chỗ nha. Thằng nhỏ con nói cha ơi là em mất rồi. Đậu đậu là 9 giờ mấy, tôi không biết 9 giờ mấy. Lúc đó là anh chạy trên đường cao tốc. Rồi lúc đó là sáng sớm vậy là liệu đi chưa hỏi là anh tính là anh là nó khỏe rồi. Là tối là nó mẹ nó vô là nó cũng khỏe rồi. Nó nói chuyện lẻo lẻo à. Nói chuyện được luôn rồi. Nhưng mà khi mà anh về tới đường cao tốc thì hai cái tin là bất ngờ luôn. Ừ, chứng hững luôn. Tại vì mà cậu hai có nè, mợ hai có nè, cha nó, mẹ nó có nè, rồi mấy chị nó cũng có đầy đủ hết. Thì có một cậu bảy đấy là đi về giữa luôn. Ờ, cậu bảy lúc đó quay lên luôn hay gì? Không, về luôn, thì sửa sạn là chở nó về luôn rồi. Như là mày hai, mình hai tin qua đời là mình về sửa sạn nhà cửa rồi ha. Ở dưới này là cậu thứ năm này chứ, bị rồi với Dũng Tư nó, ở vòng vòng Dũng Ba nó cũng bị hết. Ở đây có kêu cậu bảy là cũng còn ừ, chung là ai nó cũng vậy á. Nó kêu cậu bảy mệt quá rồi.
còn ở nhà rồi trời tối tối ngăn cho nó cho vô là dì ba nó vô nữa nó nói chuyện với dì ba con uống nước dì ba nó cho nước nước trong con giúp ba con không có khỏi nó nói vậy luôn rồi tối lại nó nói với mẹ nó rồi chờ con về đi vậy là nói với mẹ trước thì tắt trong người Tiểu Ly lúc đó chắc đang làm mệt á có lẽ là biết mình không qua khỏi á thì nó nói được ba câu đó là nó mê luôn á vậy là nói vừa xong là mê luôn rồi lại là dì bà nó rồi tối là mẹ nó vô thì nó cũng mẹ nó hỏi thì nó nói chuyện đồ đâu lẻo vậy sáng là nghe tin vậy bất ngờ luôn tại vì bệnh viện nói là chuyện này cũng vấn đề coi như là khả quan không có khả quan chín thì còn hai còn trăm trăm rồi cao mà không nổi vậy mà trăm tư cháu còn nói được nó mời mà mời men đẹp lắm buổi sinh nhật là mở mắt ra mà tôi cũng khỏe chưa mở mắt lại mà nó rung 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 mình đi làm rồi vậy không ai mà hình chúng ta là cái này là ở Tiểu Ly đang nhận mấy mới chưa xe cậu bảy là như là cặp nhà luôn chị. Hai anh em cắt nhà một miếng cách á. Miếng kia đó. Ở nhà này là cũng bà ngoại. Để nó ở chung bà ngoại với cậu Năm nè, ông đỏ đỏ đó. Ông làm hồ quá. Thập phương chư Phật tôn ba biển thành tăng thường trụ. Nam mô A Di Đà Phật.
ni ca giáng thất bàn ra về xóm đỏ đất còn. Nam mô tất nhi lên đại mong mê đi gia lôn đế Phật nâng gia ba mô ra trì. Ê đi ma mạng ra mê bảo thá thông văn thị dưỡng bản ra dơ dơ văn nâng đông điên thắng bà lô vê. Lô ca đế ca ra đế ê đi ma mô đê tạc đó bà bà ma ra ra mê mê đi đà dưỡng cú lôn. Cầu lo lại mong lo lâu lâu xa đế mà xa đế đà ra đà địa đi đi vật ra giá ra cung trai thiên cung phung kinh kỳ nguyện kỳ siêu chương linh nguyện thị kim ly dứt ngã dị ánh ngã hồn vỡ sanh nhâm ngò niên hướng trần thế 23 tuổi. Lâm chung ngày 18 tháng 10 năm Giáp Thìn nguyện cầu mười phương chư Phật. Thì từ giả hồ tiếp độ hương linh tóc thoát phu đồ siêu sanh tịnh đồ. Nam mô chứng minh sư Bồ Tát Pháp Đài chứng minh. Giới hương định hương giữ huệ hướng dài thoát ma dài thoát tri kiến hương quang minh dân đài biển pháp giới hương cúng dường thập phương. Rồi sau khi cúng bên bàn của mấy tu lý thì bây giờ gia đình qua bên bàn Phật cúng thì đại bi tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật tác đầy chứng minh. Nam mô Minh Giáo Chủ Đại Từ Đại Quyền Địa Tạng Vương Bồ Tát tác đầy chứng minh. Nam mô Đại Từ Đại Bi Cô Khẩu Cổ Nạn Linh Cảm Quang Thế Âm Bồ Tát tác đầy chứng minh. Thứ nhất niệm hướng phi sắc phi không thị chân thị giả linh linh bất mũi liễu liễu thừa minh sứ siêu hồ nhật nguyệt chi quán qua hàm đằng thải ở vô lường bổng cả ra pháp giới thâu tắc tế dập nhật di trần tây thiện tư thất kê đâm độ dị tam lịch đại tổ sư bồ tát thử cúng đạo tràng giáo chỗ điều ngự bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật.